gái của anh Bảy và chị Bảy. Nghe nói là gỏi là gỏi cũng ngon lắm mọi người ơi. Mọi người nhớ ghé qua hẻm 1005 Trần Xuân Soạn, quận 7. Mọi người ghé vô cái quầy gỏi này, gỏi gì cũng có. Có luôn bánh tráng nướng nè mọi người. Con chú YouTube mấy bà còn kể. Nè con review cho khách đi. Còn cái quầy chung, một cái quầy chung là Simlet muốn review ở đâu là của quyền của Simlet đúng không mọi người? Đúng không cả nhà? Quầy chung mà bán khác món được không? Khác món nhưng mà review món nào cũng được. Đúng không em? Em nói chị Hai nghe. Ở đây á là cái quầy người ta bự và báo qua bên đây cái quầy người ta nè. Chút ép. Chút ép nè. Mà bà nói là chúng giống nhau. Bây giờ chị muốn review nào chị review. Okay. Em đánh lộn không? Rồi, em kiếm chuyện muốn... không? Rồi ok. Em sao? Vậy sao không? Bây giờ chị muốn review cái khu nào để em nghĩ. Ủa bọn em nghĩ em có hệt em đèn người người ta hả? Ủa? Chị nghĩ chị có cái mặt vậy á chị đèn người. Chị hù chị đấy, người ta. Chị lấy mụn chị chọi em á. Rồi. Bà bạch nè. Nè mọi người đây là quen ghét quá đúng rồi đó. Đây là nem nướng nè mọi người. Nem nướng và bò nướng Campuchia á mọi người. Ăn cũng ngon. Cũng ok lắm mọi người ơi. Hình như là em cũng chưa có review ở đây. Và đây là cái quầy gỏi. Cái quầy gỏi nè mọi người. Chết đi xin lé. Đây và đây là bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng tao đủ tiếp. Bánh tráng nướng nè mọi người. Bánh tráng nướng hình như là có nè. Guốc, trứng. Thì cái gì? Có gì nữa cô? Đây cầm em nhà review đi. Rồi mình cầm mình chạy. Có guốc nè. Mọi người á đi coi bánh tráng nướng á, người ta thường làm trứng gì? Trứng cút và trứng trứng gà phải không? Ở đây là khác. Gà ta nha mọi người. Đây là trứng gà ta. Cái này là cái gì? Hành phi phải không? Hành phi phải không cô? Ở đây là hành phi rất là ngon luôn mọi người. Nè. Ngon không? Cái này là mua ngoài chợ tự làm cô? Mua hả? Guốc nè mọi người tươi không? Tốt tự làm hả? Mua luôn. Mua loại ngon. À mua loại ngon. Thịt hết luôn nè. Nay bán hết sớm vậy cô? Bán hết sớm à? Bán cả 50 ngàn thịt. Đây con làm thử cho cô. Không có nhiều. Đây con đập trứng con làm thử cho. Con làm thử chụp nữa con làm thấy sao cái đây cho khách rồi. Cái này cho khách hả? Đó. Con muốn làm mà chụp nữa con làm nè. Đó mọi người thấy người ta làm không mọi người? Thấy cô làm không? Mà con làm không? Con làm một cái con ăn nè. Cô cho hả? Ừ, làm. À, được cô tặng nè mọi người ơi. Ừ, đó, còn đó, còn được cô tặng nè. Đập trứng gà rồi vô làm đàng hoàng biết không? Dạ, biết. Đập làm à. Thả lá bánh tráng rồi chỉ nhân viên cho bỏ vô rồi làm. Dạ. Hôm nay được cô tặng nè mọi người, xin lát sẽ tự làm. Đó. Muốn ăn nhiều xúc nhiều. Dạ. Con hết quyền chảo luôn. Thôi nó chưa ăn cũng vừa vừa thôi, người ta tặng mình mà phóng mọi người. Cái lá muốn nữa đây cho nó ngon. Rồi. Rồi. Bỏ hành vô. Hành lá đây. Rồi. Bỏ chỗ nào ban đi rồi chụp nữa con nữa mà. Đó. Mình lấy đập 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 Nó trộn đều lên nhân con làm dạ. Phay cho nó làm ngon. Ê mọi người ơi. Đó, xin mấy tự làm luôn nè. Không ngon đó. Đắt dở quá xin lét. Dạ. Đó mọi người, hết xin lét làm sao mọi người. Xin lết sợ phẩm nè.
Ok không? Đúng rồi, nó nướng lại biết nướng rồi nha. Ngon đó, hai chị chứa. 2 phút là có được một cái món bánh tráng xinh lát. Nướng như đó, con nướng nướng cho nó vàng của này, chỗ đi con. Chứ sao con chở lẹ để khác bánh đó cô? Không có khác đâu. Không khác hả? Bánh này không khác hả? Con vàng chỗ nào con chỗ đi. Dạ. Không có hấp dẫn luôn ha. Ok không mọi người, xin lát mở quán được không mọi người? Đó. Mở quán này hả? Không, sao đụng hàng của cô được? Cô đánh chết đó. Nhưng bà Bảy gì chứ, bà Bảy bà hung dữ lắm đó. Bà hiền lắm. Đúng rồi, bà không dám quánh đâu, bà chữ nghe thôi. Đó, khét rồi nè. Sao nào con biết bí, con lái cây dài con biết. Dạ. Đó là bên này cho nó dài, nó cạnh chút thôi. Cầm cây dài luôn. Dài biết sao con dạ. Bỏ vô cái này là nó hụt cái bánh mất. Dạ. Từ đó giờ xin lát không có ít, rất là ít ăn bánh tráng nướng. Mà xin lát đây tại à xin lát làm. Dạ làm mà. Bẻ đi vô hơ lại. Ừ. Tương vô trước. 21 giờ trở nướng bánh tráng nha. Dạ. Đúng rồi đó. Xin lát giờ ở bên với lại các thi á cô. Rồi, ừ. Vô đây nè. Vừa thôi ăn mặn rồi. Thấy không mọi người, điêu luyện không? Đỡ nên cháy cái bánh kìa con. Bị không vậy. Để nè, sao cô chỉ nè. Đây nè nha. Dạ. Ồ. Cháy cho mình. Dạ. Đó mọi người. Bây giờ xin chở luôn hả? Chở nữa hả? Chở qua trở lại cho nó giòn bánh rồi con bỏ vô. Dạ. Lát nữa xin lát ăn thử cái miếng bánh. Dạ. Thôi được rồi, chúng lát mình tôi bỏ vô đây. Tay xin lát bỏ vô đây con. Sao rồi nè, ném nghiêng cái mình mẹ bỏ xuống đây gì chỉ vậy? Bỏ xuống đây. Sao cô? Xuống cái con đó. Nghiêng ở đây, nghiêng tới nè. À dạ. Bắt đầu con mới bỏ vô đây. Dạ. Nè. Chứ con ưng là con ưng con trai cô rồi đó. Rồi con thích. Lại ăn dạ. Review qua bà Bảy đi. Con thích con trai cô rồi đó. Cô gả con trai cô cho con nha. Ừ. Con trai đây lái không? Dạ. Con trai cô chứ không phải cái cây. Cái con trai đây nè. Con trai nè. Để già đây lái không? Không, cái đó của bà Bảy. Cái đó của bà Bảy. Bà Bảy bà quýnh chết. Bây giờ em sẽ thử nha mọi người. Hay là cái bánh này là tự tay mình làm á, ăn rồi sao? Đúng rồi. Có cái vừa ăn không xin lát? Ngon lắm á mọi người. Vừa ăn không? Vừa ăn. Vừa cái độ mình ăn không có mặn mà không có ngọt lắm. Xem lết ăn vừa bánh này mình... chưa? Đây là lần thứ 2, xem lết ăn. Thứ 2 xem lết lần kia xem lết ăn ở đâu? Xem lết rất là ít ăn cái này. Mới nhớ là xem lết ăn ở ngoài Đà Lạt. Ngoài Đà Lạt hả? Đi Đà Lạt với ai? Đi với gia đình. Gia đình. Dạ xem lết rất ít ăn bánh tráng nướng. Hồi xưa đi học á, thấy người ta nướng cũng bắt chước nướng theo. Mà cũng có ăn luôn. Rồi bây giờ ăn lần. Bây giờ là ăn lần đường thứ 2 nè. Nó có khác với Đà Lạt không? Xin lát. Cái này đậm đà hơn. Đậm đà hơn nữa hả? Dạ. Nhưng mà cái này ăn ăn giòn nóng nóng. Dạ, dạ. Nhưng mà nó nóng quá cũng khó ha. Đúng rồi. Nó ai cái bánh á làm đen bánh nè. Làm đen bánh nè. Cái mọi này người. Là ai làm? Cái này là tự tay em làm á mọi người nè. Nóng hổi luôn, khói nè. Wow, bốc khói luôn nè mọi người. Quá đã luôn ha. Wow. Chị Nhi ơi. Chị Nhi. Chị Nhi ơi. Em tặng chị nè. Ăn thử thôi. Em làm á. À. Hello mọi người. Cái cảm nhận của xem lát ăn của cái bánh tráng nướng này vô á. Cái bánh thứ nhất là đương nhiên là ăn vô sẽ giòn rồi. Cái bánh tráng giòn cũng ngon, giòn ngon lắm mọi người. Ăn vô cái thứ nhất là hành phi và guốc với lại trứng là thịt thịt bằm phải không vậy?
ăn vô rất là vừa miệng của mình, rất là ok mọi người. Nếu mà có vô hẻm 1005 Trần Xuân Soạn, quận 7, cái thứ nhất bánh tráng của Cát Hy, và cái thứ hai là gỏi và bánh tráng nướng của chị Bảy nè mọi người. Bánh tráng nướng Đà Lạt, trà sữa nước ngọt các loại. Cái này là trà sữa dưới không có nha, đụng hàng một cái là ủng hộ cho dẹp quá. Nghe mọi người. Đây nè. Đây bánh tráng Đà Lạt và gỏi nha mọi người. Kế luôn nè. Đây. Kế bên nữa là có nem nướng phô mai và cái gì ta? Bò nướng. Bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha và trời này hạnh phúc. Bye bye.